Bôi thì phải bôi từ dưới. Cái kẹo kinh dị mà các em xúc một phát đúng một con người luôn. Không có ai sẽ tần lịch cả. Hôm nay đâu có phải là ngày 28 đâu. Wow, hôm nay là ngày 30, chẳng phải là Halloween sao? Hôm nay là Halloween đấy. Mình phải bảo ba làm gì mới được. Hôm nay là ngày Halloween đấy. Halloween á? Ba có làm gì không? Hôm nay đã là ngày 30 rồi à? Để ba xem làm cái gì nhỉ? À, ba biết rồi. Mình sẽ làm một chiếc bánh kinh dị. Đây là lò nướng bánh mì. Cái lò nướng của nhà mình hơi nhỏ cho nên mỗi một lần nướng chỉ nướng được 2 khay thôi. Bên này 1 khay và bên này 1 khay. Sau khi nướng ra thì đây, thành quả này buổi sáng mình có xé này để ăn sáng rồi đấy. Còn đây là máy đánh bột các bạn ơi. Không phải đánh bột bằng tay như ngày xưa nữa rồi. Bây giờ đều dùng bằng máy hết. Hai cái động cơ này đảm bảo chạy bằng mấy cái sức người nhá. Và chiếc máy nhỏ cuối cùng này là chiếc máy được sử dụng để đánh bột bánh bông lan và bánh gato, là các loại bánh mà các bạn thường ăn trong dịp sinh nhật ý. Bật mí với các bạn, những chiếc bánh sinh nhật hàng ngày mà các bạn ăn ý không phải là được cắt theo cái hình dạng ngẫu nhiên đâu. Đều có khuôn cả đấy. Đây nè, đây chính là những chiếc khuôn được sử dụng để làm ra những chiếc bánh gato hoặc là những chiếc bánh mì hình tròn. Nó đều có kích cỡ cả. Chẳng hạn như khuôn anh đang cầm đây, nó là có kích cỡ đường kính là 10 cm. Tiếp theo càng ngày càng to hơn và đến cuối cùng hiện tại trên tay mình cái to nhất đang là 25 cm nhé các bạn. Và đây là chiếc khuôn đặc biệt, nhìn hình là biết tên luôn. Mình đoán chắc chắn là 100% các bạn đang xem video, bạn nào cũng thích những chiếc bánh hình trái tim này có đúng không? Và bây giờ hãy sẽ chọn một cái khuôn hình tròn bất kỳ để làm chiếc bánh con mắt kinh dị chào đón Halloween năm nay nha. Chà nào, chọn cái này thì lại hơi bé mà cái bên ngoài này thì lại quá to, chỉ sợ mình làm nó bị hỏng thôi. Đây, mình sẽ chọn cái ở giữa, có lẽ cái tầm này là đẹp nhất nhờ các bạn. Ok, lấy cái này đi. Đang khay bánh mì này, một khay bánh mì này có thể làm ra được mấy cái bánh sinh nhật các bạn biết không? Wow, thơm quá không cầm lòng được, làm ngay một miếng. Thơm ngậy mùi trứng các bạn. Phải làm kem nha các bạn. Mình đang sử dụng chiếc máy đánh kem màu đỏ mận này để đánh đều kem. Lát nữa mình sẽ sử dụng bột kem màu trắng này để bôi lên trên cái bánh và làm phần lòng trắng của con mắt kinh dị. Các bạn nhìn thấy khay đựng kem chưa? Ra rất là nhiều hơi nước đây này. Bởi vì kem với sữa đều được lấy từ trong tủ lạnh ra cơ mà. Hắt lạnh cực kỳ luôn. Bây giờ thì mình chỉ việc vặn cái nút này thôi, rất là đơn giản. Đó, vặn một cái. Nó đã xoay tròn rất là đều. Phải đánh bằng máy thì mới đều được nha các bạn. Còn đánh bằng tay thì sẽ không bông và không đều, không đẹp, không ngon đâu. Bây giờ anh sẽ lấy cái khuôn đã chọn này và tiến hành cắt bánh mì nha. Cắt cẩn thận đấy, cắt này cũng phải có kinh nghiệm mới cắt được đấy. Anh sẽ đặt cái khuôn vào góc 1/4 của chiếc bánh nha. Chẳng hạn như bây giờ này. Đấy, như thế này thì phần bị loại ra, phần bỏ đi ấy, nó là ít nhất. Sau đó vừa nhấn từ từ và vừa xoay tròn để nó cắt này các bạn ơi. Đấy, 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 đấy. Vừa nhấn vừa xoay nha. Bánh mì này rất là mềm cho nên chỉ cần nhấn và xoay khoảng 2-3 lần ý là mình đã có thể cắt được ruột bánh rồi. Hai lần cắt bánh này chắc chắn là không được tròn và đẹp rồi, bởi vì mình một tay mình cầm máy quay và một tay thì mình nhấn vào bánh mì, cho nên là khi mà nhấn xuống thì nó cứ bị bập bành ấy. Chứ bình thường khi mà cắt mình sử dụng hai tay ấy, đảm bảo nhấn hai phát thôi là cắt đứt luôn. Xong rồi đây nha các bạn, từ từ lấy lên nha. Bởi vì bây giờ mình đang quay ở trong nhà ấy, chắc là khi mà mình nói các bạn nghe thấy cái âm thanh của bên cạnh đúng không? Và hơn nữa là cái màu da của mình nó cũng có màu xanh nữa, các bạn thông cảm nha. Bởi vì là bên này là máy đang chạy và nhà đang sơn màu xanh cho nên nó bị ám xanh và có một chút tiếng ồn đấy. Nhưng mà chắc là không sao đâu, một chút nữa thôi là xong rồi. Bánh sẽ được đặt lên một khay màu trắng như thế này. Và cái khay này xoay tròn được này. Các bạn đang xem video của anh, có nhà bạn nào làm gốm không? Nếu như nhà bạn ấy làm gốm thì nhìn một phát bạn ấy biết ngay tác dụng của cái đĩa xoay là gì rồi. Đúng rồi đấy các bạn, chiếc bàn xoay này sẽ giúp cho việc tạo hình bánh trở nên dễ dàng hơn. Mình không phải chạy vòng tròn. Một ngày làm một chiếc bánh thì không vấn đề, chứ một ngày mà làm 10 chiếc bánh cứ phải chạy vòng tròn quanh cái bánh đấy thì chắc là chết nhờ các bạn. Em đã đánh xong rồi đây các bạn nhá, trắng muốt như là tuyết vậy. Các bạn biết đang làm gì đây không? Bây giờ thì mình sẽ phải cho thêm một lớp mứt vào đây hoặc là một lớp kem vào đây. Mứt thì có rất là nhiều vị, chẳng hạn như là vị đào, vị quất, vị chanh, vị cam. Các bạn thích ăn vị gì thì mình cho vị đấy. Mình sẽ cho vị kiwi. Đấy, phết một lớp kem vừa mới đánh ở bên này xong, phết lớp kem đó lên, sau đó cho mứt kiwi vào. Wow, màu xanh và rất là thơm. Đặt cái bánh thứ nhất lên. Wow, thế là đã có một tầng rồi. Tiếp tục phết kem lên nha. Lớp thứ ba. Wow, các bạn thấy chưa?
mới có phết lên 2 lớp kem thôi mà cái bánh mì của mình đã có chiều cao gấp đôi ban đầu rồi. Mà các bạn thích ăn nhiều kem thì có thể cho thêm nhiều kem, mà thích ăn ít kem thì cho ít kem, cứ cho vào tùy thích nha. Mà thực sự cái này cũng khó, bởi vì là khi đi đặt kem có mấy khi mình yêu cầu nhiều kem nhiều bánh đâu nhở, nó có mẫu sẵn rồi. Nhưng mà đây là của mình làm cho nên mình sẽ cho bao nhiêu tùy thích. Cái bánh ngày hôm nay là mình sẽ làm con mắt kinh dị, thế cho nên bây giờ là phải dùng kéo để cắt tạo hình đã nha các bạn. Mình sẽ dùng cái kéo này và tỉa xung quanh chiếc bánh cho nó thành một cái khối cầu ấy các bạn. Tiếp theo là phải dùng con dao rồi, bởi vì không thể nào dùng cái kéo từ đầu đến cuối được, dao để cắt nó mới tròn và đều nha. Các bạn đã thấy nó sắp thành hình khối cầu chưa? Quá đẹp luôn, quá khéo tay luôn. Đã xong rồi các bạn thấy nó có giống khối cầu không? Cái này là cũng là do tay nghề của mình, nó còn hơi non nhá. Cho kem vào trong cái túi nylon này. Đây là cái túi tam giác chuyên dùng để bóc kem đấy các bạn. Mình sẽ bôi kem vào xung quanh cái bánh này để lát nữa những cái vụn vụn viền của bánh mì này lúc mà mình cắt ra này nó sẽ được gói gọn vào, như kiểu mình dán vào bôi ra ngoài một lớp keo ấy, khi tạo hình nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ok, bôi thì phải bôi từ dưới lên trên nha các bạn ơi, bôi từ trên dưới không biết có được không nhưng mà cũng không dám thở. Nhiều thế. Lại nhá. Hôm vừa rồi hơi lỗi, hơi run làm sai. Phải bóp mạnh tay vào, dứt khoát vào. Nói thì nói thôi nhưng mà khi cho tay vào nó mới thấy là khó khăn nhường nào. Sau khi dùng lá mài thần kỳ miết miết vài phát thôi là đó các bạn thấy không? Nó đã thành hình tròn rồi này, không phải hình tròn mà hình khối cầu luôn rồi này. Các bạn thấy cái bánh kem của mình bây giờ nó giống cái gì rồi? Mình thấy nó không giống con mắt kinh gì nữa, mà nó giống như quả dừa mà các bạn hay uống nước ở ngoài hàng quán ấy. Bởi vì cái bánh này bây giờ nó trắng quá trời luôn ấy. Mình sẽ sử dụng một chút màu thực phẩm nha. Màu này là có màu giống với lại màu da người. Nó có ghi ISO 9001 và ISO 2200 này, 22000 luôn. Với lại các bạn yên tâm đi, có phải là cả cái bánh mình cho màu qua đâu, mình chỉ cho với một liều lượng vừa phải thôi, 1-2 giọt là nó có màu rồi. Mình chỉ cho có 2-3 giọt thôi mà nó đã được như thế này rồi nha. Bây giờ sẽ phải trộn này này, đang màu trắng anh em thấy không? Đang màu trắng đúng không? Sau khi đảo 2-3 phát nó đã bắt đầu chuyển sang màu vàng da rồi. Cái bánh đang màu trắng tinh như thế này chỉ cần bôi một đường hai đường khái là màu đã dịu hơn đi bao nhiêu rồi. Nói cái thẻ bài này rất là nhiều công năng luôn. Phải luôn chú ý nha các bạn, mỗi khi dùng cái thẻ bài ma thuật một lần là phải lau đi ngay. Kéo không, lần thứ nhất quên không lau, lần thứ hai lại lau vào, thế là màu của lần thứ nhất nó lại trộn với màu của lần thứ hai, thế là ôi toang mất cái bánh. Thành hình cầu luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình bắt đầu làm gì nhỉ? Làm lòng đen của mắt và tạo những cái tơ máu bên ngoài nhá. Bây giờ mình sẽ tạo màu đen, màu cái tròng mắt đi các bạn. Phải cố gắng tô thật cẩn thận để cho nó đi vào đúng cái vòng tròn bên trong mà mình đã vẽ sẵn nhá. Ui, run. Bôi lớp đầu tiên, sau đó lại dùng cái thẻ bài ma thuật biến thành hình tròn giống như hình con người ấy các bạn. Vừa giữ vừa xoay đấy. Các bạn đã thấy bây giờ cái bàn xoay nó tiện lợi như thế nào chưa? Đây là mứt dâu như lúc nãy mình đã nói. Mình sẽ sử dụng mứt dâu này để tạo những cái tia máu nha các bạn. Các bạn xem tài năng vẽ của anh ấy. Bò. Cái này càng mặn mèo càng đẹp. Thôi chết rồi, toang luôn rồi. Chạm vào cái lồng đen của con mắt rồi. Lại phải mất thêm thời gian sửa lại các bạn. Hay là phần sửa lại để sau nha. Bây giờ mình cứ vẽ mấy cái tia máu trước các bạn nhá. Thế này các bạn, mình phải buộc lại cho nó chắc cái này. Khổ lắm, không phải là dân chuyên nghiệp, nó khó thế đấy. Tiếp tục. Vẽ thêm như kiểu cái tia sét bắn ra nhá. Vẽ thêm cái nữa cho giống nhá. Ui. Các bạn thấy anh vẽ thế nào? Quá đẹp đúng không? Rồi các bạn ơi, nhìn có giống tia máu không? Cái này thì một phần là do cả vào tay nghề nữa cơ. Mình đây là lần đầu tiên làm. Vẫn đẹp mà các bạn nhỉ. Vậy là phần lòng đen của mắt và những cái tia máu xung quanh đã hoàn thành rồi. Bước tiếp theo mình sẽ đổ thêm màu xanh vào viền của lòng đen con mắt nữa. Như vậy để tăng thêm độ kinh dị nha các bạn. Với màu xanh anh sẽ sử dụng mứt từ quả dưa lưới. Các bạn thấy màu xanh đẹp không? Tại vì bây giờ ở trong nhà cùng với ánh điện ấy, cho nên màu xanh nó có hơi màu ám vàng đúng không nhỉ? Nhưng mà thực sự là nó màu xanh cực kỳ đẹp nha các bạn. Quét vào xung quanh của con mắt đấy. Giống chưa? Các bạn thấy giống như những cái kẹo kinh dị mà các bạn hay ăn chưa, hay xem ở trên TV chưa? Quá là giống luôn ấy. Mặc dù chưa hoàn thành mà anh đã muốn cắn một miếng luôn rồi. Tại sao một chiếc bánh kinh dị mà nó hấp dẫn thế các bạn nhờ? Quá đẹp luôn các bạn này. Trước khi bắt đầu video này anh cũng không nghĩ rằng sẽ thành công như vậy đâu. Nhưng đến lúc cho tay vào làm, mặc dù hơi khó một chút, nhưng các bạn thấy kết quả đấy, rất là xứng đáng với những thứ mình đã bỏ ra đúng không? Đi ra ngoài ánh sáng ban ngày nhìn cho rõ các bạn. Ua các bạn, đây là ánh sáng ban ngày khi mà nhìn vào này. Wow, thơm lắm, toàn mùi kem với lại mùi mứt thôi. Quá là muốn ăn, về mời Thắng TT và bạn Hân cùng với bạn Hoàng xem nhá. Có khi nào mới chỉ mở hộp ra thôi ấy, là bạn Hân Hoàng cùng với bạn Thắng TT và chị Hằng Nga đã giật mình không dám ăn rồi cũng nên đấy nhở.
chờ một chút để mình cho vào trong hộp các bạn nhá. Ngoài ra còn có rất là nhiều những mẫu bánh khác chưa có sâu ra. Cho các bạn xem nha, một chiếc bánh giống như chiếc bánh hamburger này, bánh donut này, rồi thì bánh kem này, dưới này còn sắp tới là có cả chả sữa nữa. Đây là bánh bông lan ruốc gà cay. Bây giờ quán vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, cho nên có rất là nhiều những mẫu bánh độc lạ chưa có show ra. Điển hình như cái bánh mà Hải Anh vừa mới làm đây này. Anh em nếu mà ở gần đây thì nhớ ra ủng hộ cho mình nha. À, tiệm bánh nhà mình ở đối diện trạm y tế xã Dương Đức ấy các bạn. Cho cái bánh mình vừa mới làm được vào cái hộp thật là xinh xắn này á. Ui trời. Đó, cho vào trong này. Wow, bánh sinh nhật kinh dị luôn. Trông xịn xò các bạn. Haha, mình đã mang bánh về đến nhà đây. Và bây giờ đã có bạn Hân Hoàng cùng với Thắng TT, Hằng Nga và bạn Trung Lung Tung. Tụi mình sẽ cùng nhau phá chiếc bánh kinh dị này. Ờ thế hôm nay sinh nhật ai thế anh Hải? Hôm nay không sinh nhật ai cả, mà hôm nay ăn bánh là để chào mừng Halloween. Đâu Hải làm có đẹp không, là có kinh dị không à? Chính tệ anh nào đây? Nhưng mà có liệu ăn được không vậy? Chắc là ăn được rồi nhưng mà là có kinh dị hay là không thôi. Đây. Anh Nga bảo đây là bánh hình gì đây? Đây chắc chắn là bánh hình con mắt rồi. Đúng rồi, hình con mắt giống hôm nọ ở trong video của anh ấy. Nhưng mà cái con người này phải màu đỏ nhìn nó mới kinh dị hơn. Mấy cái đỏ này là gân của mắt này. Nhưng mà anh Hải của cái ấy phải làm hết được mấy cả dưới này nữa này thì nó mới kinh dị kinh khủng. Đúng rồi. Mấy quả bí ngô thì nó mới giống Halloween hay là mấy cái con kiểu gì này, mấy cái con ở ruộng là con gì nhỉ anh Hải nhỉ? Bù nhìn đúng rồi. Bù nhìn đầu lông ấy. Nhưng mà lần đầu tiên anh Hải làm cái bánh như này là đẹp quắm rồi đấy. Cắm cái vào. Thôi. Có phải sinh nhật ai đâu mà cắm. Cắm vào thôi, nó đẹp gì cho nó giống sinh nhật của anh chứ. Cắm đi. Ok, cắm luôn đi. Hôm nay không mang bật lửa cho nên là mình sẽ lại phải dùng diêm. Rồi. Wow. Cháy. Lên rồi. Anh không có lấy cho em. Ăn xong rồi nhưng mà cái này vẫn chưa cả cháy này. Bây giờ đến cái tiết mục ăn thôi. Ok, cho em Hân cắt. Em Hân cắt bánh em ạ. Em Hân biết cắt không? Cắt này cứ. Đấy. Mạnh lên. Mạnh nữa vào. Đứt chưa? Rồi. Rồi, 2 miếng. Thôi, mình nghĩ là chẳng phải cắt đâu. Phát cho mỗi bạn một cái thìa. Tự xúc cho nhanh nhá. Đây của anh Trung Lung Tu. Trên này toàn là kem ấy. Đúng rồi, toàn là kem ấy. Chính tệ anh làm luôn ấy. Bánh nhìn đẹp nhờ. Em xúc một phát đúng một con người luôn. Quá tuyệt vời luôn. Như kiểu bánh nhỏ người ta quán người ta bán ấy. Tuyệt vời em còn trời. Ra đây. Các bạn nha. Tháng sẽ cắt cho mấy bạn con ở gần đây mỗi bạn một miếng. Ăn bánh các bạn ơi. Thôi, lo rồi. Thằng ăn nốt đi Thắng ơi. Nốt một miếng rồi, nó lắm rồi. Thằng A nữa đi Hằng A. Chung Lung Tung ăn đi Chung. Nó lắm. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hiện tại thì anh đang chuẩn bị lên đường để đi dọn dẹp nhà cửa đây. Không phải dọn dẹp nhà anh thường mà là đi dọn một quầy làm bánh kem của em gái Hải Anh. Về chỗ anh ở là miền Bắc ấy. Trời bắt đầu vào thu rồi và nó tương đối là lạnh. Mình mặc áo khoác đi ngoài đường. Còn bên dưới này thì vẫn mặc quần đùi các bạn ơi. Sáng sớm và buổi tối trời lạnh lắm các bạn. Nó se lạnh ấy. Cho nên nếu mà mình không chú ý một chút thôi là có thể bị cảm cúm như trời á. Các bạn thấy quê anh thế nào? Chỗ các bạn đã gặt lúa chưa? Chỗ mình đang là mùa gặt nhá các bạn ơi. Wow, cái đồng này người ta đã gặt xong hết rồi này. Mấy hôm vừa rồi gió to ấy, lúa bị đổ cũng có luôn nhỉ. Nhưng vì gặt bằng máy cho nên mình nghĩ rằng đổ hay là không đổ cũng không có sao đâu. Không thấy người ta đi buộc lúa như ngày trước đó. Ngày trước lúa nó đổ một chút thôi là mọi người sẽ đi buộc lúa lại để cho nó đứng thẳng lên. Xong rồi đến mùa gặt mình sẽ ra gặt lấy liềm để gặt đây, xong bó định lượng cho nó dễ các bạn. Đang đi vào trong khu dân cư này, hai bên đường người ta phơi rơm rất là nhiều nha. Anh em chú ý thấy rơm đừng có phi vào trong đó, bởi vì nhiều lúc ở trong đống rơm mình không biết là trong đấy có viên gạch tông vào đó, thế là ngã ra đường ấy. Rất là nguy hiểm. Hiện tại thì mình đang đi trên đê tả của sông Thương. Phía bên trái là sông, bên phải là khu nhà ở đấy. Đã đến nơi rồi các bạn ơi, tiệm bánh Phương Nam, tiệm bánh của em gái Hải Anh nhá. Nếu như bạn nào đang ở phía khu trên Dương Đức ở gần đây thì nhớ qua ủng hộ cho Hải Anh nhá. Bây giờ thì bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa đây. À quên, từ chờ một chút cho các bạn xem nội thất bên trong khi chưa có gì. Và để mấy hôm nữa sau khi dọn dẹp sạch sẽ bắt đầu lúc đấy mới show cho các bạn xem một lần nữa. Hôm nay thì cho các bạn xem mà khi mà còn chưa dọn dẹp xong. Đây là lối vào này. Sau này chỗ này chắc chắn là sẽ là một cái tủ bánh to chà bá luôn. Ở phía trong này thì sẽ là cơ sở sản xuất. Có cái gương, cảm giác phòng nó rộng hơn bao nhiêu các bạn nhở. Phía đằng sau view à? View đằng sau rất là rộng rãi. Phía sau này hình như là nhà của người khác rồi sao các bạn ơi. Rồi bây giờ thì phải bắt tay vào công việc dọn dẹp thôi. Có ngay một túi rác to
chả báo luôn. Đi xuống đốt rác các bạn ơi. Đây cái này có chỗ đốt rác các bạn nhá. Chỉ đốt những cái rác cháy được thôi. Rác không cháy được thì đốt ở đây thế nó không cháy được rồi. Người ta cũng để sẵn một nửa đây cho mình đốt. Ủa, có cục wifi, cục wifi nhưng mà hỏng rồi. Đừng nói là chỉ cháy cái túi bóng bên ngoài nhá, còn bên trong chưa cháy nhá. Bên trong rất là nhiều rác luôn ý. Cái tâm kiểu gì cũng cháy hết các bạn ơi. Sau một ngày vất vả dọn dẹp thì cuối cùng mình cũng đã dọn xong căn phòng này cho các bạn xem thành quả một ngày của tôi với nhá. Đấy, bây giờ nước nó vẫn còn chưa khô và trong này thì đọng lại nước luôn nhưng mà vì ngày muộn rồi. Anh chỉ chật như thế này thôi. Hôm nay lên đây sơn phòng nhưng đã được bánh rồi các bạn này. Wow, nhìn hấp dẫn chưa này. Hiện tại là chỉ bày bán trước thôi chứ cũng chưa thực sự là khai trương đâu. Nhưng mà hôm nay của mình là sơn những cái bức tường này chuyển hết thành màu trắng các bạn.